Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình có về ít hàng cũ. Hôm nay mình show cho mọi người xem nhé. Còn chi tiết thì mình sẽ show từng video một cho mọi người sau. Đấy, thì hôm nay là có mấy con. Đầu tiên là con Orient Star này. Con này là dòng như kiểu là limited, nhưng mà mình nhìn đằng sau thì không phải là limited, nhưng mà hộp thì rất là đẹp. Đấy, được hộp nhanh nhanh cho các bạn xem nhé. Đấy, thì hộp có những cái gì. Đây. Đấy, thì là đầu tiên thì là hộp hộp này của nó là đáng lẽ là có dây da, nhưng mà dây da đã không còn nữa. Hộp thì chỉ còn có đây giấy bảo hành thôi, từ cái lúc mua đây, với cả là mắt thừa hướng dẫn sử dụng. Đấy, còn đồng hồ thì đây nhé mọi người nhé. Em này mặt hề mặt màu xanh này, kim cọc thì là màu vàng hồng. Đấy, kim cọc màu vàng hồng rất là đẹp luôn. Rất là mới nha mọi người nhé, rất là mới luôn đấy. Không phải là limited. Nhưng cái hộp của nó làm thì như là limited, không hiểu. Đấy, đầu tiên là một con này nha mọi người nhé. Đấy, một con này. Hai là con này. Đây là một cái Fubo rất là đẹp, mặt màu xanh ngọc, hiếm lắm. Mình đập hộp cho mọi người xem. Đây, thì cái này nó cũng còn cả là trong hộp đây, sách hướng dẫn này, đây cũng là cái hướng dẫn, tờ giấy hướng dẫn này. Đấy, em này thì là mặt màu xanh ngọc, đây là chụp ở đây thôi, nhưng mà ra ngoài chụp thì đẹp hơn rất là nhiều. Máy dùng máy Miyota nhé, con này là hàng lướt nữa mọi người nhé, chưa xước sát gì. Mới, gần như là mới tinh luôn. Thì mẫu này hơn 3 triệu nha mọi người nhé. Mẫu này hơn 3 triệu, mọi người mà có mua thì cứ inbox trực tiếp cho mình. Đấy, mẫu này. Tiếp theo đó nữa là một mẫu Fubo. Mẫu Fubo này có thể bóc ra. Mẫu này thì là Fubo nhá, không có hộp mọi người nhá, nhưng mà cũng là hàng nước như mới tinh luôn đấy. Viền màu đen nhá. Đấy, xong là viền đen, vành ở ngoài thì màu vàng, mạ vàng này. Và các bạn nhìn dây thì biết này, còn rất là mới luôn, đít mới sáng choang luôn. Chạy Miyota mọi người nhá, con này size 42. Kiểu dáng Hublot đấy. Mẫu này bên mình bán hơn 3 triệu nhá. Đấy, bảo hành dài hạn cho mọi người luôn. Đấy, tiếp theo là một mẫu này nữa, mẫu này cũng đang rất là hot luôn này. Mẫu này rất là hot, không phải là hot đâu mà là hiếm nhá mọi người nhá. Hot thì chắc là không phải là hot. Mẫu này thì ít gặp. Đây là mình mua ở bên Nhật cho mọi người nhé. Hiện tại mình vẫn đang sống Nhật, đấu giá được mấy con này. Thấy nó đẹp đẹp thì đấu giá, chứ mình không hàng linh tinh thì mình không đấu. Cái mẫu nào là phải đẹp cơ. Đây, mẫu này cho mọi người nhé.
Mẫu này anh em nào tay 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 mà nhỏ nhỏ đeo thì là đẹp, không cần mẫu này size size chữ nhật đấy, nhưng mà tay nhỏ đeo vẫn ok. Thiết kế rất là độc lạ cho mọi người nhé. Rất là mới luôn. Dây to, khóa cài hai ấy này, hai cái kim để cài. Đeo cái này thì rất là độc luôn, ít khi đụng hàng. Đấy. Tiếp theo là một em gì ra đây? ODN, chưa biết em gì, mình bảo xem. Này là em săn lên môn rồi, săn lên môn, săn lên môn rồi, không phải cái gì khác. Đây mọi người nhá, đây là một em săn lên môn gen 3 này, mặt màu vàng gold này, vàng gold luôn, thì là cũng là full box đấy. Con này con này thì còn có cái này nữa này, full box này, hộp hiếc đầy đủ, mới tinh luôn. Đây mọi người nhìn thì biết là mới nhá, không phải hàng cũ nhá. Rất là mới luôn, tất cả các thứ là đều nguyên zin, nhìn cái dây thì biết là đeo rất là ít luôn, gần như là không đeo. Đấy. Còn một em này nữa. Đây của một em này nữa, em này thì cũng rất là hiếm, xem mã là gì đâu. Em này thì là hàng mới tinh nha mọi người nhá, hàng mới tinh nhưng mà bị mất hộp rồi. Đây. Mã của nó đây. 2R0501C0 này. Kiểu dáng rất là đẹp luôn. Em này chắc chỉ khoảng tầm size 38 39 gì đấy. Mới nha mọi người nhá, núm rất là đẹp luôn này. Đúng kín. Đấy. Đấy thì là những cái hàng này thì là mình sẽ up lên sau, đa phần là mình đăng lên Facebook thôi. Mọi người nào mà ai mà muốn mua nhá, thì là inbox trực tiếp cho mình sẽ báo giá cho mọi người nhé. Tất cả được hàng Nhật sách tay, hàng này hết. Cái thời điểm mà mình đang làm video này là hát là bên Nhật nhá. Khi mà mình gửi về rồi thì mình sẽ không làm video nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé, ủng hộ mình nhé mọi người.